Tốt sản vụ chìa, ca lạc mạc, đòi, bà anh bị sật, nâng mất về sản ạ. Mết tì ca, sẽ kể đấy bà đào, trong bốc tì mùi, mùi thân cực tốt sản vụ chìa, ca lạc mạc. Trong bốc tì bì, tốt sản vụ chìa, ca lạc mạc. Trong bốc tì bầy, xa lạc bông bì chà rà ná, bì bọt bà hạt, nây ca ăn vọt từ sở đây, mạc bà ra chạy. Sẽ kể đấy sản nịt thàn, sẽ kể đấy bà đào, nâng bẹc ăn đà tì bì, nây sát tà vọt tì mù phay. Tốt sản vật chìa rồi bỏ cả là mạng. Vì chân nằm ở bọn bằng bài rồi đọc bằng bài, đó chân nằm ở bọn bằng bài rồi bắt sạp bài. Miễn ở tỷ bộ dàng khá lăng nơi lớp bị phộp lộ, đó kết xóa thả, lật thí công mô nì. Mình đủ mùi phía bấy nơi lớp bị phộp lộ, bàn thất nơi kram ở tỷ bộ, nấy cầm nất tốt sản vật chìa, lật thí mạng. Nâng rút nơi kram rồi bỏ cực rộng, xong công bài mạng xích. Vì miễn ở tỷ bộ chiến sát sản mùi nơi sạp mai nụ. Tốt sản vật chế là bỏ khả mạng, bán bằng hành thả, mà nốt lốt, bán cho lòng cách nơi xung cung chế tròn, miễn xung cung của mình đi, bộ bậc cá, xung cung tế xếp hiếp, xung cung xạc đệ phốm. Hỏi sao thay ní, dưỡng rút nơi khả nông xung cung mùa thuận. Cá cho lòng phí xung cung mùi tới xung cung mùi, cát lăng đại ca thuơ bạc đi vọt, đã chế phát nơi ca rít châm rào rồi bỏ xung cung. Hãy nôm tơ đọc tầm nốt, lỡ mùa thán phá bà giáo sẽ tất cả. Đãi màn ách xâm rốt xâm rốt bàn. Cả lý châm ra này đã bọp thầm mấy. Miễn liệt cả nạ tôn xâm mây. Hãy nuông tất đoàn cả lớp bụng bạch. Nơi phép ăn thoi hô xâm mây. Nơi đã bọp mụn. Ủa thì họ đồ chỉ. Bạn đi vọt mưu thuần. Bạn phát đô rồi lùm. Rồi bọp sạc rệp húm. Đói xa tùm nó. Lớ mưu thán xe tạc cạch mưu thuần xâm mây. Nâng sạc rệp húm. Đại hút xâm mây. Lốt bàn bằng hán thả. Nơi khăn ông đồng nà đôi kia ní. Và nạ ạ thuần, nâng bắt đô rồi lùm, rồi bóp mùa thuần này dùng. Nơi khăn ông rồi bóp mùa thuần, đại miên thả cài rộng chạ thông thông, nâng ca mà có, dàng cho ra nụ, chứa rồi bóp bố bình tự đòi cá chứa chùn, nâng kênh bà hoàng. Tạm rời dạ tu sản ảnh chiến đi, viên nâng thua ai ca mà có, dù ở đăng bì bác nhà hàn này. Hỏi thua bạc đề vọt tiêm tìa. Sẽ đầy phíp, đàm bấy rồng đọc luôn, bí rồi bóp mùa thuần. Bọn cáo rồi bọp thầm ấy, đại miễn xe mặt tập hiếp. Khmiên ca chỉ chốn, kênh bảo vãnh, khmiên văn nạc, nâng khmiên ca mặt sất ai chốn. Bố chia xung cung, có một ít. Lốt bàn thua ai tu sản ạ với chìa, rốt của thiệt. Nị dũng. Bạn đại xâm dô căn tài lịch thơ lô là, nâng miễn lạc nạ với chìa sạc. Vì chui ai mà nụ, dô đăng bàn tập hụt, bàn xí châm rời. Miễn lạc nạ cực chung chồi, miễn hạt phá cho bắt lọ. Nâng khiến tự rộng trong loại trăm trời, khả nông cá đọc sái bằng hạ. Chỉ tụ tớ, bởi chí chân, mình ban dọa đăng xí châm rỡ, vì tu sản vật chìa, rồi bằng mạng lòi. Tại dân sổ bằng nhạc, mỗi chùm nôn khả nông tu sản vật chìa, rồi bằng mạng, đồ chìa, bạc đề vọt xong công đi dũng, nâng công đi. Dân sổ bằng nhạc, tiếng ní, lưu phía bạc đạch cá, bằng bật sật sở đầy phía, bảo tết thật liệt khả nông phía bọn thói. Miền xung kriếm, cạp xâm lạp, cố ấy bước khả lạc. Bố cử tối nâng, bỏ chí thập tài. Nếch có bước tài, ca nà vọt từ sự đấy, bạc đi vọt, nơi lớp bị phộp lộ. Tại anh tập sạp chụp cho nâng phía bạc đạch ca, nâng phía xa hạ. Đại lại, nơi Campuchia, ca nà vọt từ sự đấy, bạc đi vọt, khả nông rộp bọc Campuchia, bạc đi thập tài. Vì chân nằm ở bọn, bạm bộ đồ chất sắp nám, đó chân nằm ở bọn, bạm bộ đồ chất sắp rộm bồn. Bạn thua ở Bắc Bồn, dạng thôn thương ngô, đó xung cung Campuchia từng mùa. Đói viết bàn khai tới chìa ca, bóng phát bóng phát, nâng thua ở Campuchia, lại luôn tới chìa, viết bị khiệt. Cá dọa đăng canh tại xì châm rớ, ổng bí tốt sản vật chìa, rồi bọc cá là mạc. Nâng thua ở dân miên cầm địch, vì nịch hại thơm mây, tới lỡ tốt sản vật chìa, rồi bọc lộp. Nâng rút lộp tốt là chìa vì sạch, bà nhặt mũi châm nôn kháng lỡ. Và tôi bây chỉ cả mạng, chỉ nhận mình cầm đất trong bóng, chỉ ngay cả đời. Tôi sẽ nào chia ra bỏ lúc. Có từ tôi cao rung trong này, bị ơn ghê. Chỉ sẽ đánh, lúc tương bì, chỉ sẽ hạ nhận nhịp bốn dạng chất sát bằng phót. Hỡi từ đây tôi sẽ nào chia ra bỏ cả mạng. Chỉ chẳng trái bán bằng to bỏ sát này, đòi ơn ghê. Vẫn tôi bị lúc bàn từ tôi mở ra nạp hiệp. Hạt đi, nhưng màn ách nhớ tôi sẽ nào chia lúc tương bì, ở đây chân bị khí nhờ lâu. Bố cử, bà nè dây bí tư sản vật chìa rồi bỏ cả mạng. Cứ nè dây bí tư sản vật chìa rồi bỏ ơn ghê chìa mối khí nền nụ.
đòi xoay bảo vọt. Trong bước tìm mùi, mô lật thàn tốt xin nạp chìa cao mạc. Tốt xin nạp xung cốm nì dùng. Hạ à, chân tận nạp hiệp. Bánh hà khăn ông xung cốm mà nụ. Cứ bật chì bánh hà đỏ xa làm bạc môi rồi bác mà nụ. Tốt xin nạp vì tù, miên cầm đất phái phái kì nì. Ôm bí vì thi đỏ xài. Đảm bấy nô mà nụ, tốt đỏ sọc sụp hiệp bằng cốl. Đâm nạp xài đòi ca cục đoàn tạm bài xung cốm nì dùng. Đòi ca lúc bấm bắt cam mà sách ai chốn. Thua ôi mà nụ miễn sập hiệp cho tu tử. Nâng xa mập hiệp. Cứ chia vị thi mùi. Đại tu sinh nạ vị tu mùi chùm nún. Bàn lược lạng. Phá tống. Tu sinh nạ vị chia kịch. Bộ đàn xa máy. Vì chân năm buôn rồi mà phay phạm phá. Đó chân năm bay rồi sai sắp phạm phá. Muốn cứ xa cả rạch. Bàn lược lạng tiệt tông thần nâng bánh hà. Sao là thua thà. Đảm bây ôi mà nốt miên sơ là thua, kê trở đọa hốt trọp xong bát ai kê chôn, ôi ốc bị vô khôl. Về nốt, tớ mà nốt ai dốt năng bí đầm lại sơ là thua. Ba mà nốt nơi miên trọp xong bát trào hốt hạt, trọp xong bát nốt nâng khai tới chìa. Mì dì bật bằng mộng, mình ôi mơ khơi sơ là thua lại. Nóng sát tư vật dị đọp ra mũi, nâng đọp ra mũi, tu sơ nạ vị tu bí rụp. Bạn cố bằng hành, ở khơi những phí sân công dựa thua mùi, đại khí miễn cảm sức ai kỳ chuẩn, khí miễn ca kênh bảo bánh, rõ về ông mân ốc đôi khí nì. Hỏi mân ốc rụp, sức tài miễn ca nghe thua. Lúc Thomas Moore, chân năm 1478, đó chân năm 1535, chia tu sân nạ vị tú, chân chết ông lê mùi rụp, nóng trong năm tu sân nạ vị tú, tiền phí bản lực lãng khăn lờ. Lúc trên nệm một nốt này dùng, chia rốt bỏ rọt, chia cặp vầy, nên nệm bồn, nâng chia Attica và đầy ông lệ. Lúc sơ xe thả, một nốt đai mình chỉ lý vầy, miễn ca vi này cháy đôi một nốt lờ. Hai một nốt, một cạch, đôi một nốt chụt, bái chỉ trụ tra tế sko đó chọn cọc cò, là sắp tay chia một nốt, slot trăng nâng chỉ lý vầy. Nước nông sản đại đó là bây là bán, miễn châm đoan chương thà, Utopia, hạ à chân tận áp hiệp. Lúc thông mắc mô, bàn lợt lang, nơi rốt đi cổng của mình đi. Mình chứ sạc sản, đại sản thả bắn, nâng nửa dỗ bài, trở cổng cổng đòi vị trả nạn nhiên tiếng sông. Lúc bàn ác ăn thả, chỉ tư tư, rốt tánh bưng bài, từ lỡ phó bà giáo, nây và nạc trụ trà, cá chì chôn. Đội ní, được cố lên dưới được thua sẵn cùng. Cứ thật nơi trọng. Cả miễn cả mà sức ách chuẩn. Bạn tái Utopia. Chia rốt đại khả miễn cả mà sức ách chuẩn. Nâng bố bênh tạ đòi xa mập hiệp. Miễn cả đọc đồ tầm nánh. Rồi viên bà cố lên chia lạc nạ ách chuẩn lại. Ở vầy đại miễn hốt bà màn. Rước đại bà hẳn. Bà nát bê tớ hàm khọt. Cá nghe bà lật tạc cầm, chỉ cách cá rồi bỏ một nụ cực rụp, đòi khu miên chôn nà, mần thua cá nụ tệ. Cứ rụt thá, chỉ thiết chấm bóng rồi bỏ xung cung, à chân tà nạp hiệp nì. Bà chìa bộ rốt cực rụp, trời tài miên vị trí chìa vẹ, mua thán cho bà lọ. Hãy trời chấm nái bê khlá, làm bấy thua xa ra chấm cá, bố cử. Mình ạ, trời thua xa ra chấm cá, ỏi bán phí chân nằm khăn ông mùi chìa vất rồi bỏ lùn. Cô xa này mùi này mùi, miền phía tế. Đó bọc luôn nơi tì cọng. Bạn ta đang bày sụp sát cá rì châm rán cảm sát ai kì chốn. Lúc tâm rơi ai cô xa thằng ốc. Đạch khát trời tệ phạp đồ phía tế kìa. Từ vinh từ mô khăn ông rì dạ bê đọc chân em mà đòn. Nơi khăn ông xung cung YouTube hía. Mà nốt tiếng ốc rút nơi chì mùi kìa. Phụ kê chong mất nâng kìa, nâng sẵn lãnh kìa. Cảm có thua ca nghe trăm tay và mùi máu và nóc nóng mùi tháng ngày. Khi ta có tương lai, mình trai bán xâm lạp tê. Ta đem rơi ở phụ kê thua ca nghe chia tùm ngôn nóng thần nạc chia tế sko. Đảm bấy pháp rồi giói sân cùng. Tụi ní, tế sko nơi khăn nông sân cùng YouTube hía. Mình quen chia tế sko đôi khăn nông sân mai bà đàn. À nà nì cùng, rước miên lạc nạ to bụt bảo trăm trai cô lào. Tế sko nơi tí ní. Chia nét đa miên bởi phục chênh mọc bí ưu kết chân. Chia tế sko chênh bí khít tạ cò. Họ này bởi là cám chia rạp bọc xong cúm tương mùl.
hay phò ní trở trái chân lại ớt cực thầy tới tam sẽ cái đấy trở cả vậy vậy tiếng ớt xâm rạp nẹ tiếng ớt nế cứ chịu bao vật chân nà này rốt khả nông có đấy xâm mạnh đi tốt xin vì tôi mùi rụp tiết cư tô mạc sổ các bạn này là vì chân nà mà bọn pram rồi học sắp rằm bầy đó chân nà mà bọn pram mùi rồi xám sắp rằm bồn lúc trước chưa tư xin vì tôi chưa cả vây nịp bồn chưa rốt bỏ rõ chết Italy nâng chi niệm bằng cao tu sân nạ chân tân nạp hiệp sang cung cung mần đi nơi khăn ông sân nạ đầy đó là bây là bánh bò rây bè tật The City of the Sun lục ban bằng hành ông bì kê đầy sở máy đó bọc lục trong bố sân cung mà nạ cột đá chế sân bó nập hiệp nây mần ốc sở rây nâng bố bình tật đòi kê đầy sở bài khăn ông cá rụt nợ vì chế sân bó nập hiệp mùi đại bố bình tờ đáy bố lạc cò tiếng ốc trái tại thuốc cả đại ca nghe nụ mình mến chia bộ phục này cá làm bạc nâng tốc với tình yêu tế ta chia sẻ một phép rích rí nâng cứu ai chứ chạy chật nâng bà cọp đòi phép thức công thức cao nâng kết tử dục bộ rây bệ tật bản đa tam tu sân ạ YouTube và bỏ thô mặt xa mùa dàng tràn lúc bạn thật xe sân ạ đầy nì đòi cá sở máy thả miền bộ rây mùi thật nơi lửa có môi chất đồng bọn Equator. Bởi đây ní bằng cách làng đôi một nụ đã chế nịa đọc sài và nhà hát chi vật rung khề. Nơi tuyên nụ mình miên đọc bọc cảm sát ách chôn tê. Một nụ tưởng ớt thua ca nghe từ tám tếp cửa sau vì thua một chiếc đọc bọc lùn. Rốt miên tu nị tì rịp trăm cái xâm rốt ca sạc xá nâng ca ọc rung xanh xanh ở sớp từ nâng cách cá và lật tự cảm. Khó phì Thomas More lục cam ba này lá ban ao đầm lái từ lỡ xà máu hạp hiệp chia chiếng cru xà đòi lục ban bằng hàng thả cru xà mình men chia cao dịch cá phá lật tức cắm nực nông bò đáy bệ tật lao ý miễn tài cỏm rứ xà máu hạp hiệp nơi cru xà tê đáy chia cao dịch cá xung cùng nực nông bò đáy bệ tật mình tâm rơi ao miễn ca cắt tô hô kết tật chôn khai tư chi tế sko nông xung cùng lao ý cảm có thuốc ca nghe trăm tay buôn mau và nóc nông một ngày. Rồi chia chân nông vào đây bệ tật. Sẽ xâm lý bằng bệ đôi đôi khỉ. Tờ tố tiên là hát đôi khỉ nơi nông rôn bài xa thề nạ. Thành nào nụ này tù nữ tí nơi nông vào đây bệ tật. Trời lùm đập tờ đáo chùm nạc đằng. Tếp của sao nâng bắt bị sao. Cứ chia cả ta chạm bạch. Xâm rạp ca đất nuông khúc bị sai tiếng ọ. Nơi chi vượt hiếp xung cùng. Nhà đặc nôm bà rây bà tất, kiến nhà miên chùm nét đăng tù lũng tù lì. Hỏi ai đặc nôm cực bù chìa xác, xa lạp bạc, nâng bình nơi chạc cầm. Chùm nét ní trời thật nơi cao ông ca tâm trá. Bị nất đặc bọc bà chìa chùn, nâng trời chói tọp chùm bố bà chìa chùn. Chùm bố bánh hà chạp bạp, lục bán phá phá chụp tình nâng xa lạ thổ, đòi bình chạy thà. Đàm bây ôi xứng cung xa mô hợp hiệp, ní bàn lô bà xa. Bà chí chôn tới miền cầm rạch xe là thua, xong cung khu phu. Châm nay ai tu sân nạ rạp bọc lộ. Trên giác rô dô. Vì chân nam mà bọn, bàm bà rồi đập bí, đòi chân nam mà bọn, bàm bà rồi chất sắp rầm bậy. Đại chí tu sân nạ vị tu sân chết bà răng, có miền ở tư bồ chung bốc nẹ xong cung đi dùng đại. Lúc dù thả, mà nốt cát bọc lò, bàn tay xong cung thua ai mà nốt ạc rõ. Lúc bán thật tốt ở miền xa mập hiếp xong cùng. Đói lúc mình không trọng tốt sân ạ bằng cách ở miền cảm sát ai chân. Hồi lúc có một bệnh chất trong bố cả bán trái cảm sát đó bố ruột mình xa mạc hiện đại. Tốt bây chia cầm nứt rồi bỏ tốt sân ạ bị tu kháng lờ. Bán bằng hai lăng chia cá sân mạc sân mạc của đời. Tại vì bán chia tập bố dạng chữ chữ đó cá cá tốt sân ạ tiến như vô bài nâng xong cùng. Đó là sân công này dũng à chân tình áp hiệp cáo một tiết đô chìa sáng xì mong chai phô rì dê nâng Robert Owen chế đàm sáng xì mong vì chân nam mà bọn bàm bà rời học sắp đó chân nam mà bọn bàm bà rời mà phải bàm chân nhạc cầm nay tâm rung sân công sân chết bà răng nâng chết tháp nức sân công này dũng cực sát sà lộ miền mà hai chế tá chóng ai mà nốt chết miền phía bà xa làng lục trong bằng cá sân công thầm mấy mùi đã nơi khăn ông nụ bà chìa chân cổ rụp
trời tự thuê ca. Hỏi tự tụ ban rung vôn, tự tám cầm lăng, phô lạc cầm đọc bóc phụ kỳ. Mình ảnh nhạt ở đền nà mình ạ, tự tụ mô rõ đọ, tự đọc xâm bản tế. Bố cử, nè mình ạ, trời chắp đám chí vật, lỡ mô thàn smart smart khỉa. Nước nông sản đáy đó xâm khăn. Novo Christian Nissim. Mà bọn bầm bài rơi mà phải bàm. Lục bàn ác ăn, ổng bì. Phiết tạ rạp phiếp đồ bọc mà nốt thà. Trời ta lùm đập tới 8 ca cực cực. Bài bì chia sắc, ô giả cảm, nâng xung cùng. Lục bàn mơ khơi, chia môn nợ. Ô xa hô ni dự cảm, nơi bị phục lục. Hỏi chư thà. Và chia sắc, nâng bà chạy bì chia. Nâng đọc sài bà nhà bàn trọng nông phật. Lục ác ăn thà, sạc sá. Cú tại đất nôm xa khung, chú phúc tờ đô, cô đoái, đò thông. Cứ thua ai sẵn hợp hiệp đồ bọc bản nạ cây cỏ, bán ra xa lăng, đòi chắp ra hạ, tam đại ai thua tờ bàn. Được chứ nế? Mà vậy đại lục, sang xì môn chọn bàn, cứ rốt ô xa căm, đại cực cơ đông đòi về chia sát thông nợp. Đại khăn nụ, xa má cung, xa có lục. Cú tục cắt sẵn kìm. Đó xa tại lô bắt đo đầm lái chấm bút vô chia sạc. Nâng bắt chay vô chia, nóng cá thua ôi sẵn cùm bám ra xa láng đi hỏi. Từ cái hai cầm nất lô thạc. Sẵn cùm đi dùng bắt chay vô chia. Tịch nô. Critic Socialism. Charlie Fourier. Chân nam bọn bàm bà rơi chân sắp bí. Đó chân nam bọn bàm bà rơi xám sắp bàm bà rơi. Chia nẹ trước đây sẵn cùm. Nâng trên nhạc sân cung này dùng bà răng mà nhạc, đó xong khăn. Lục bán của ông trô, ở miền ca bằng cát sân cung xa chỉ thầm mây. Đại cho lương một than sân cung rùm, nấy bì lật tờ cò, đại miền chung một thả. Cổng một nụ sát sát lần kìa. Rứt hai thả, phá lần xì. Cổng một nụ này, chia xa cung cả sát cò rùm mùi, đại tờ tù khó trở, trong bốt sau cơ mà lập hiệp, sân cung này bà cố mà nhạc. Hai miền ca phát đô tu nịt tí trên đích nở khăn nông trong nào xa mà chất là bác cổng đi xa mà chất cổng mà nếm nếm nàng trai tự tu rung vôn bây bây là tập hiệp rùm rồi bác cổng lúc bàn rích con xa thà nập hiệp xung cốm khăn nông xa mai ca rồi bác lục hỏi bàn lược làng thà bà sân bà lục bằng bát ca mà sân ai khuôn chân nụ xung cốm nàng bàn bà xa làng cốm ách nàng bàn bà xa làng tam là dạ ca chong chì cổng. Mình nốt nâng xét tất cả. Cảm này mùi này mùi. Tới thể tội. Đã mình nốt bà mạng chiêng. Mà bọn bà mùi rồi nè. Hỏi mình đây xa chậm cá. Phụ thuốc luôn cực cồn. Mình nốt mình nè. Mình chậm này trộp xâm bắt. Nói khăn ông xa cốm rồi bọc luôn. Mình nốt cực rụp. Nói khăn ông xa cốm. Tới thể thuốc ca nghề. Bọn tay phụ kế chứ rớt. Bọc hết ca nghề. Phụ thuốc luôn rồi bọc kì bàn. Cả lực là ngọng bì ca. Cái bài xung cốm. Tại tâm tâm đại ca mà nụ, nâng ông bì ca chiếc chiếc, nấy bà bôn mùa thôn, bái bà cút bà chơi như là bọc lục. Phô rì dê, bàn miên ạ tì bơ, tờ lơ cầm nất ra bọc mạng. Robert Owen, bì chân nàm bọn bàm bà rơi chất sập mùi, nò chân nàm bọn bàm bà rơi hà sập bằng bầy. Chị nạ xung cung nì dùm, ạ chân tà nạp hiệp. Đò miên ạ tì bơ mà nhạc nè đám sát tà bọt tì đập rầm bùn. Lục bàn bằng cát rông chạ, là nạ, nữ, là nạ xe. Đảm bấy thua ở ưu xã cam, nâng xung cung bàn bà xa lãng. Cái đòi mốc, còn lại nước bàn khai tới chia còn lại. Đá thôm dịa tra, xâm rập rốt bò rò, nâng nẹ cầm nai tùm rông xung cung. Lục bàn lực lãng thà, phúm xa mạ kỳ nâng xã cò. Bằng cát lãng xâm rập nẹ nè, ắt miên ca nghe thử. Phúm này mùi mùi, miên mùi bà man chiêng. Mà bọn bì rồi nè, và đúng là lợp tới đấy. Bị buôn bọn tới bà mùi bọn hạch tà. Cụp khỉa rung nấu, khăn ông ra chân nà xâm bọn thông tù lì. Đói xa thạp nà láng chìa buôn chồng, miễn bà tiết bài, nâng mần tục tù tiên xa thịt nạ. Cụ xa này mùi mùi, miễn bà tiết chìa cam xếp tùa khuôn, hỏi chân châm bậy bạch. Thay để xa rộ bọc khuôn rồi hốt đo dục bậy chân nằm. Đã ách xa cúng chân châm bàn. Lúc chư thà. Kế ách bằng riêng cầm nất trăm trời đó không mấy tam là dạ, ca bà bật chia cùng rù lõ, nơi chung vĩnh khuôn kề.
đảm bay phần tập bát tam cầm đất ở bắc lục lục tinh tì krong harmony nơi gần đi na hai bộ đôi chung thả new harmony đảm bay bằng ca chìa utopia sừng cốm ở cho phần tai oven bàn bắt bóng ca cầm tro pi prachê chun đã xa lục bàn lực lang nơi tu sanh prachang sasana nhà sọc new harmony chế tròn bàn bắt bóng cho cô ca ở bắc lục hai nước nông chân nam một phần trăm bảy đôi mà phải trăm bảy, xã hội công ty tới từ tu bản lực lang thà, miền tây cầm nai tầm rung, cứ mình cướp cồn tề, việt tiêm tia ở miền cao phật đô sơn đập thuộc sơn cấm phong đài, lục kỷ niệm sơn cấm niyom, ác chân tận nạp hiệp, mùi rúp đại ban sầm ra chiên đò cả an vọt, làm vây co sang sơn cấm mà na cốt tới tam cầm đất bảo lục, lục ban thôi bị sao đò mướn mắt khnông ca đặt hàn đại khôn lô kia mà chắc cam sát rùm lô ban mình chia ở khơi thả lô kia nhận chấm núi gió kết tục đã đo số công an lập hiệp đã bỏ nhiều vô chật đầm láng prạ khai bác oi miên xuân cộng mà đo mà hộp à hà xâm lý bông biệt tiết xong rùm nâng prạ chăng ca chú lúc mấy anh kào mà dụ đọc cho nam ở chỗ thôi ca lô mình chia thịt thả vì mình miễn ca khát bóng phá bởi giáo cho vầy lao thì khả nông ca chui đó ca mà có bài bản này. Owen có miễn chấm nữ đội sang xì mong đà thả. Ô xã căm nâng bạc chạy bởi chìa nâng thua ai bởi chê chân cây cỏ miễn sản phẩm hiệp bởi xa lạng. Bởi xăn ba ca cực cỏ miễn cô ca tầm trời. Xăn đập thông hợp sẽ tất cách nâng xăng công tương mô trời ta chấm nụ. Đói bởi bọn thầm mây mùi đại bãi tư lơ ca rung nơi chì cỏng. Đói ca sở sử dụng này chia chiến các phần cốt bởi chân khả nịa. Chia rũm, tốt xin với tu khăn lơ. Trong ai miên ca cài phá sừng cung, nâng trong ai sừng cung ban bà xa lăng. Phụ lúc ban bằng hai nơi cầm nật, bằng ca sừng cung ớt chọc. Mỗi nơi khả nông cất ấy sẵn mãi. Bàn tay mình ban rô khởi, nâng bình dụng là ban chấp bạc. Vì phá chiến từ đó sừng cung nơi dùng đi lao ý. Hãy để hỏi, tớp kế hai phụ lúc thả, nẹ sừng cung nơi dùng át chất tận nạp hiệp. Ông vẫn chỉ nhận sân công này dùng ạ à chân tận nạp hiệp. Đại bán thơ ca, an vọt, nước bắt bị sao. Văn tay mình bán được tôi chụp chạy. Tôi chỉ dàng ná. Vì chưa tôi xin nạp tiền, đó sầm khăn xâm rạp nhận sân công này dùng trong nguồn cao một. Tôi bây chỉ phụ lộc chỉ nhận trước đây sân công này dùng ạ à chân tận nạp hiệp đồng bóng kê. Hãy chỉ ạ đi bố lơ cầm đất bỏ cà mạc, nâng ông kê cả đây. Văn tay nhận miền ạ đi bố khả lăng lơ cà mạc, nâng ông kê nút. Cứ Hengel nâng phi bạch, phở bạch. Hạt đi. Kê mặt ai nhìn giấy bi tu sản phẩm chìa cả mạng nâng ông kê. Đói mình đai nhìn giấy. Ông bi tu sản phẩm Hengel nâng phở bạch lao. Tu sản phẩm chìa Hengel. Hengel vì chân nằm ở bọn phạm bà rồi chất sập. Đó chân nằm ở bọn phạm bà rồi xám sập mùi. Chưa tu sản phẩm vì tu mà nô nhìn giống Alamon. Đó bên ớt tìm bơm này. Lục ban bằng cái bà bọn, bà đệ sinh xâm dục. Đại mình chạy bì đầm nà ở vì bọn này bà bọn xa nâng cầm đất. Bì mật tệ, thi xì, tư, bà đệ mật tệ, á thi thi xì. Hai bình tốt mộc tòa đó cầm đất cấp bụng, cứ xâm dục, xin thi xì. Lô kia tu sản phẩm tu tùm nợp, đại ban bằng cái bà bọn tu sản phẩm chỉ miễn ảnh tìm bọn lơ nè, ảnh tìm hiệp nì dùng, mạ xì, vì chia miễn nì dùng. Prakot nhìn dùm nâng tu sản phẩm chìa bị phía. Lúc bán thuê trước đây bà vật sạc mênh là cả nạ bạc đệ xâm dục. Đi lệch thích. Cả bằng cách bí sản phẩm khán khả nông ca dọa đăng bí bà vật sạc. Bạn châm đồn nhỏ miền ca sạc xa bà vật sạc. Bài tu sản phẩm chìa sạc lập bạc sạc sản phẩm và chìa sạc nâng nhìn dụ bài. Hãy ghé chư thả. Rồi cả bí vật kháng bà vật sạc. Miễn là cái nạ chế mùi thàn bay cư. Tí mùi. Vìa chia lùm đập tờ tam vị thí đã chạm bạch. Miễn này thà. Vìa màn ai cắt lăng tam vị thí xên tiết bàn lao ý. Đảm bay dô bàn vì cam vị vọt. Kháng vị vọt sắc. Nước nóng phân nạch nà mùi nây cầm nịch. Rứ. Sẽ cam vào phép một nụ. Dưỡng tờ đăng vị mùi là hạt. Đã chạm bạch thua ở vị cắt lăng bạch nụ. Tí bì. Các vị vật kháng và vật sạc. Mình mến bằng hành vì các bài bố nụ tế. Bạn ta viên bằng hành vì các rì châm rõn phong đài. Tiếp bầy.
đâm nạ ca mùi nấy ca áp vật và vật xa. Cứ nuông từ đó ca bà cho mộc. Nâng châm nốt đòi phía tối rồi bỏ phía. Bạn tốt mốc. Phía tối ní, trở bàn châm nốt đòi đâm nạ ca mùi. Đã chia đâm nạ sài mùi, nấy đâm nạ ca. Phôi tối vì khả nè ní. Lấy nín, bán chát tốc vị thi bạc đệ sân dục rồi bỏ Hegel. Chia xe mất tập hoa là một hệ mìa, nấy tốt nạ bà chia là mong. Hãy vì chưa bật phục từ đây mùi, nấy lật thị mạ. Phía chá ra này sẽ nạn này là bỏ Hegel. Lục bán phía dìm bằng hàng bí lạc nạ. Này cả vì vật bạc đệ xâm dục. Bạn tập hút vì chìa ông bí xâm ra đây. Cầm nất Phenomenology of Spirit. Cứ chế sẽ nạn này bỏ phùm nằm bốn rồi bỏ lục. Đại bán lực lăng vì cả vì vật cầm nất. Nâng tâm rung Minesca. Phía xa là mong. Cầm nất mãn, bê khá kê prai thả, smart day, spirit. Hê kê bàn prai biệt ní, xâm đáy tờ lơ smart day sạc kòl. Lại lôc bàn bằng hàn thả, chếp nạch nây cầm nật sạc kòl, universal mãn. Cầm nật rồi bọc nhóm, cầm nật rồi bọc nẹ, nâng cầm nật rồi bọc, group phía viện. Miên mình sạc, cứ miên lạc nạc đòi lại, đai bằng hai lãng đòi ca cầm nật, rồi bọc cầm nật sạc kòl lụp. Miễn ca chỉ chơi khi nhận chất năng bí thả. Ta cầm nất sạc con đi. Hãy kéo trong những giây xâm đại lơ ảnh tịp hiệp, ảnh tịp tịp. Rước xâm đại lơ ảnh tịp tịp. Nâng bị phục lột từng mùi. Mình miễn châm lao cho bà lọt lao trong bút xâm nụ đi. Văn ta vì hạ chìa ca xóm rùng nâng xâm mạnh đại thả. Cả bà anh chạy cầm nất sạc con. Cứ cầm nất đòi lại đã bỏ dưỡng. Cứ xâm đại từ lơ cầm nất ru mùi. Sẽ đại bàn tập hút vì chìa ông bí cầm nật. Bàn bằng hai nền ca phía vật cầm nật. Sẽ có là bí châm lạch xâm mạnh nằm bốn rồi bỏ phía thả. Chìa cầm nật bực cùl. Meniska bực cùl. Bàn tay mình mến chìa Meniska bực cùl. Rước xa đấy nụ tê. Cầm nật sẽ có là chìa phía bà rùm nấy Meniska bực cùl. Nâng Meniska xa đấy. Nằm nắng ní. Mình mến chìa lạc nạp ra vật cho sạc bật bật cọt. Rước trăm tới bật bật cọt nụ lao. Bạn ta viết cho ca rung bắt đầu nơi lạc nạ tiếng Pi. Kê ách kịch thả, Hegel. Chia dìa mong hai nhà khớn thả. Bật vọt. Sạc cứ chia đầm ná vị vọt rồi bỏ cầm đất sạc cò. Tam phơi chăm bạch môi đợt trăm tới. Đã tới ta tại đó cô đã chọn cơ rối rồi bỏ vì. Ca vị vọt cầm đất sạc cò đi. Bạn đệ xâm dục. Đã cơ rối mốc mặt. Bạn dọc viên một rung bằng chỗ khăn tu sạc vị chia rồi bỏ lột. Bốn cư tu sạc vị chia rụp thiệt. Nhi giống bạc đại xâm dục. Dialectical materialism. Miên thiết bạc đại xâm dục chia tràn. Đại mạng dọc một biên kèl. Bà khăn tu sạc vị chia rồi bỏ lột. Việc đó là bây là bàn bằng phót nơi khăn sạc đại bàn tập hụt vị chia đi. Bà hai chia nơi trong trong nói đại bàn bằng chia. Tới lỡ tầm nhẹ tầm nón là viên một chắc nâng tế sổ. Viên chỉ viện đại bàn bình dô là giáng chúc bác. Pì ở vây đại hệ gà trong lịch dây. Pì bạc đệ xâm dục. Hai đại bàn chia tầm bộ lỡ tu sân nạ là bác cao mạc. Ông pì tầm nhẹ tầm nón là bác mùa thuần nịch nâng cao mạc cò. Ốc bà mạ thà, dương miên mà nụ, miên sở đầy phiếp pì nè. Đã kế bàn đăng pì sở đầy phiếp là bác bộ kê riêng riêng khuôn. Văn tài nụ mần mên chỉ thua mà chiếc rùm là bác bộ kê. Đã chia cân lạc nạ khẩm nất sạc khó lao ý. Mình bàn mơ khơi anh khí chia cùng cú tùm nó. Đã thua phát bó đòm nà chỉ đã bọc lùn. Đối chứ nè, sản phẩm này, mình miễn sản phẩm lao ý. Cả tỏ số mũi nâng cát làng. Đã không nụ nè chứ nè. Chạp nè chánh thua chỉ tiết sạc khó. Tùm nè tùm nông đồ viên mà chá nâng tiết sạc khó nì. Có mình miễn sản phẩm đài. Tụ bay môn đồng bốn, mà chắc hạ miên ở vầy vầy cực dàng. Hay tế sổ không miên ở vầy tưởng ốc cả đào ý. Bạn ta tế sổ chỉ nhận thuộc cả. Hay tạm bị dạ càng nghe ra bọc kia ní. Vìa nâng phát đầu kì, phốp thô mà chết. Nếu bê đã thô mà chết, nâng mê sổ ra bọc kê bán cực cực lơ bị phốp thô mà chết. Bê nụ tế sổ nâng xâm rạch bán nơi sẽ kể bật thân nâng áp phí vọt mê sổ phát đầu khuôn ra bọc kì. Ai mà chắc bán khai tới chỉ nhận. Đã phân phải lời tế sổ và bọc lùn. Lần tập hòa trong cơ hội nước cư. Sẽ đầy phiếu được bọc tế sổ nâng chốt chây. Đã bán phía dùm lúc.
រវាងមនុស្សមានសេរីភាពទាំងពីរនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកខ្លីមួយរបស់បាតុភូតវិជ្ជាដែលបានបង្ហាញពីអភិវឌ្ឍខ្លះៗរបស់គំនិតនៅពេលដែលវាទទួលបានជោគជ័យលើទំនាស់ឬការប្រឆាំងគ្នាប៉ុណ្ណោះគំនិតមានលក្ខណៈផ្សារគ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាសកលប៉ុន្តែវាមានទម្រង់កំណត់របស់វាជាកំណត់របស់មនុស្សដែលមិនបានដឹងពីធម្មជាតិសកលរបស់ខ្លួន មានន័យថាមនុស្សមិនបានដឹងថាខ្លួនជាផ្នែករបស់គំនិតសកលមួយឡើយហេហ្គែលបានអធិប្បាយត្រង់ចំណុចនេះថាវាជាស្ថានភាពមួយដែលគំនិតត្រូវបាច់ខ្លួនចេញពីខ្លួនឯងពោលគឺមនុស្សដែលជាការបង្ហាញរបស់គំនិតបានចាត់ទុកអ្នកដទៃដែលជាការបង្ហាញរបស់គំនិតដែរជាវត្ថុចម្លែកជាសត្រូវនិងជាអ្នកក្រៅចំពោះខ្លួន នៅពេលដែលពួកគេគ្រប់គ្នាសត្វតាជាផ្នែករបស់ពិតរួមដូចគ្នានោះកំណត់មិនអាចមានសេរីភាពនៅក្នុងស្ថានភាពដាច់ដោយឡែកបានឡើយព្រោះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាជួបនឹងការរារាំងមិនអោយវាសម្រេចការអភិវឌ្ឍបានប៉ុន្តែដោយសារកំណត់គ្មានដែនកំណត់និងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទើបការជំទាស់នឹងការរបាំ រឿងនោះគ្រាន់តែជាបញ្ហាខាងក្រៅបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាកំណត់មិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាខ្លួនប៉ុន្តែទទួលយកថាការពិតរបស់ខ្លួនគឺជាវត្ថុចម្លែកនិងជាសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញប្រហែលជាកម្លាំងចម្លែកទាំងនេះហើយដែលបានកំណត់សេរីភាពរបស់កំណត់ព្រោះថា បើកំណត់មិនស្គាល់ពីអំណាចដ៏មហិមារបស់ខ្លួននោះទេនោះកំណត់មិនអាចប្រើអំណាចទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកតាមបំណងខ្លួនបានឡើយការអភិវឌ្ឍបដិសំយោគផ្នែកកំណត់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហេហ្គែលតែងវិវត្តទៅរកសេរីភាពជានិច្ចលោកបានសរសេរថាប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការវិវត្តនៅមីនីស្កាសេរីភាពឡើយដូច្នេះបាតុភូតវិជ្ជា គឺជាវីរកថាទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យដែលបានបង្ហាញពីប្រវត្តិកំណត់តាំងពីភាពងងឹតដំបូងរបស់វាវល់វល់នៅក្នុងពិភពសត្រូវរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយនៅទីបំផុតវាជាសម្រេចបាននូវចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួននិងសេរីភាពហេហ្គែលបានបញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលកំណត់យល់បានច្បាស់ពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយពេលនោះដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងត្រូវបញ្ចប់ ទស្សនវិជ្ជា Verbach ពីឆ្នាំ 1804 ដល់ឆ្នាំ 1872 ជាទស្សនវិទូលម្មងនិងជាអ្នកសិលធម៌និយមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅសតវត្សទី 19 លោកធ្លាប់បានសិក្សាជាមួយ Hegel ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានប្តូរពីការសិក្សាទស្សនវិជ្ជាមនោនិយមទៅសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សជាតិវិញពោលគឺប្តូរពីមនោនិយមទៅរូបធាតុនិយមលោកជាអ្នកនិយម Hegel មូលវិវត្តម្នាក់ដែរតើលោកបានកែប្រែវិធីរបស់ Hegel ឲ្យទៅជាអាវុធប្រឆាំងនឹងសាសនា នៅក្នុងស្នាដៃការគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់និងអមតភាព Thought on Death and Immortality ឆ្នាំ 1830 លោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធិទាំងឡាយរបស់គ្រឹះសាសនាប៉ុន្តែលោកបានផ្ដោតតម្លៃចំពោះសាសនាយ៉ាងខ្ពស់ព្រោះលោកបានគិតបញ្ច្រាស់មកវិញថាសាសនាបានបង្ហាញពីសារជាតិពិតនៃគំនិតមនុស្សស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញរបស់ Feedback ដែលមានចំណងជើងថាតារាជាតិរបស់គ្រឹះសាសនាអេកសិនអូសគ្រីស្ទានីធីនោះបានទទួលការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនាសម័យនោះអង្គការបានសរសេរពីឥទ្ធិពលស្នាដៃដែលធ្វើឲ្យហ្វីបាច់ល្បីល្បាញនេះថាបន្ទាប់ពីស្នាដៃសារជាតិរបស់គ្រឹះសាសនារបស់ហ្វីបាច់លេចឡើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលគំនិតពីសិភើនេះសិភើនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងជាទូទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានងាកមកជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្វីបាច់វិញម្ដង លោកបានអះអាងថាទោះបីជាសាសនាបង្ហាញនៅប្រឌិតញាណមនុស្សដូចជាវាពឹងផ្អែកទៅលើអតិទេពក៏ដោយប៉ុន្តែតាមពិត
អតិទេពគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅរូបភាពបែកមនុស្សមួយនៃសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះពីបាច់បានចាត់ទុកសាសនាជាទម្រង់មួយនៃការបំបែកបំបាក់ អាទិទេពជាសារធាតុរបស់ចម្ពោះមនុស្សដែលបង្ហាញចេញមកក្រៅជាតត្តភាពបែកបាក់បង្ហាញការស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាជាលក្ខណៈពិសេសពិតរបស់ចម្ពោះមនុស្សតែយើងបើជាចាត់ទុកថាវាជារបស់អាទិទេពទៅវិញបើយើងកាន់តែបង្កើតជំនឿរបស់យើងចម្ពោះអាទិទេពរបៀបនេះនោះយើងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្រអ្វីដែលយើងជឿចម្ពោះអាទិទេពវាជាសេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនយើងដូច្នេះ មនុស្សអាចយកមកវិញនៅសារជាតិរបស់ខ្លួនអាចលុបបំបាត់ការបំបែកបំបាក់ខ្លួនឯងតាមរយៈការលុបបំបាត់សាសនាលោកមិនត្រឹមតែធ្វើការរិះគន់ចំពោះសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែលោកក៏បានធ្វើការរិះគន់ចំពោះទស្សនវិជ្ជា ហើយមនុស្សជាការបង្ហាញឡើងរបស់គណិតតាមភីបាច់ចំណុចនេះបានកំណត់ទីតាំងសារជាតិរបស់មនុស្សនៅក្រៅភាវៈមនុស្សហើយធ្វើឲ្យមនុស្សបំបែកខ្លួនចេញជាពីរខ្លួនឯងដូចជាសាសនាដែរជាទូទៅហេកែលនិងទស្សនវិទូអាឡឺម៉ង់ផ្សេងៗទៀតនៃក្រុមអ្នកមនោនិយមតែងចាប់ផ្ដើមពីគណិតដំបូងថាស្មារតីគណិតអាទិទេពភាពដាច់ខាតភាពគ្មានទីបំផុតនិងគណិតផ្សេងៗទៀតជាវត្ថុពិតចុងក្រោយហើយចាត់ទុកមនុស្សសាមញ្ញនិងសត្វទាំងឡាយ ຕົກឈើនឹងថ្មព្រមទាំងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាពិភពរូបធាតុជាការកំណត់ជាការបង្ហាញមិនសក្តិរបស់ពិភពគណិតប៉ុន្តែភីបាច់មានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះដោយទទួលថាទស្សនវិជ្ជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលអាចកំណត់បានពីអ្វីដែលមានពិតនោះគឺពិភពរូបធាតុគណិតមិនមានមុនវត្ថុទេ គឺវត្ថុពិតទេដែលមានមុនគំនិតដូច្នេះខ្លឹមសារសំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជារបស់ហ្វីបាច់គឺមិនមែនគំនិតឬអតិទេពឡើយប៉ុន្តែគឺមនុស្សហេហ្គែលបានកំណត់យកការវិវត្តគំនិតក្នុងការលុបបំបាត់ការបំបែកចេញដើម្បីទទួលបាននូវសេរីភាពប៉ុន្តែហ្វឺបាច់បានកំណត់យកការវិវត្តមនុស្សក្នុងការលុបបំបាត់ការបំបែកបំបាក់ពីសាសនានិងទស្សនវិជ្ជាខ្លួនឯងអ្នកនិយមហេហ្គែលចំនួនថ្មីដំបូង មានបាវរនិងហ្វីបាច់ជាដើមបានមើលឃើញថាសាសនាមានសារជាតិបំបែកមនុស្សហើយស្វែងរកភាពបញ្ចប់ការបំបែកនេះដោយការសិក្សារិះគន់គ្រឹះសាសនាបន្ទាប់មកធ្វើបាច់បានទៅហូសសាសនាដោយអះអាងថាទស្សនវិជ្ជាណាដែលឲ្យតម្លៃផ្នែកខួរក្បាលជាងហើយរូបធាតុនៃធម្មជាតិមនុស្សវាជាទម្រង់មួយនៃការបំបែកបំបាក់ចំពោះទី2ទស្សនវិជ្ជាកាលម៉ាក់ប្រវត្តិសង្ខេបកាលម៉ាក់ កាលនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1818នៅទីក្រុងត្រាវនៃប្រទេសប្រ៊ុសអាល្លឺម៉ង់ឪពុករបស់លោក Henrik Marx ជាមេធាវីប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះហើយបានបដូរទៅកាន់សាសនាគ្រឹះវិញនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមបារាំងនិងព្រុសដើម្បីរក្សាមុខតំណែងការងាររបស់ខ្លួន Marx ជាក្មេងជឺនិងគោរពសាសនាយ៉ាងសុខគេបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Bonn និង Berlin ដោយសង្ឃឹមក្លាយជាមេធាវីដោយឪពុករបស់លោក នៅបែកឡាំងដោយសង្ឃឹមក្លាយជាមេធាវីដោយឪពុករបស់លោកនៅបែកឡាំង Marx បានជួបចិត្តភ្លាមៗទៅនឹងទស្សនវិជ្ជារបស់ Hegel ហើយបានសរសេរសម្បទប្រាប់ឪពុករបស់លោកថាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែភ្ជាប់ខ្លួនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជាមនុស្សក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំមូលវិវឌ្ឍន៍ឆ្វេងនិយម The Young Hegelian ទោះបី Hegel បានស្លាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយក្តី ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជារបស់លោកនៅតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម៉ាក់បានបោះបង់ការសិក្សាច្បាប់ហើយបានបែរមកសិក្សាទស្សនវិជ្ជាគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅអាយុ 23 ឆ្នាំពីសាកលវិទ្យាល័យជេណាតាមការសរសេរនិកាយបទ On the Difference Between the Democritian and Epicurean Philosophy as Nature ចំណុចឯកសារខ្លះថា The Materialism of Democritus and Epicurus មកត្រូវបានគេកំណត់ទុកជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រ៊ុសបានបិទមុខវិជ្ជានេះចោលដោយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូលវិវត្តនយោបាយដូចជាម៉ាក់នេះបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យឡើយបន្ទាប់មកលោកបានក្លាយជាអ្នកកសែតនយោបាយប៉ុន្តែកសែតរបស់លោក
tất là tham bị bà bật chiếc bằng to bằng tọp ai lúc tới pháp đô tìm nơi tới tì cọng mùi nơi tì cọng mùi bí bật tế mùi tới bật tế mùi chiếc bằng to bằng tọp mắt tới cọng Paris hỏi bán sắc xa bí cho là nịa sân cốm dụng nơi bê nút lục ban chọn chất hãy chọn mất chiếc mùi nâng ông ghê đại chiếc mất rồi hốt đó sắp thay đó thay sạp ông kê chiếc mất xâm lanh nâng chia xa hát xí vực đó chất sức bằng phát rồi bạc mạc Friedrich Engel thì chân nằm ở bọn bằng bài rơi mở phẩy đó chân nằm ở bọn bằng bài rơi cái sắp rằm dưới câu nịa chung nuôi ô xa ca mà là mong mà nịa đại miên rôn chạc các bác nơi khăn ông tì kỳ rộng Manchester bằng tay lúc mình miên chùm nông cho chất khăn ông chùm nuôi bên đây chắc làm lời đại miên tâm nịa tâm nông chỉ mùi nâng trông bằng nhu vốn đại miên mạng cho rùm đại nụ Engel bàn khai tới trên nịa phạm đi vọt xung cốm nị dụng lúc bàn rùm chùm nay khăn ông ca sẽ xây ăn tập bọt đạc khăn ông ăn nè hai đại miên ảnh đi bộ dàng khăn từ lỡ ca kết ông bí bánh hà sẽ tự kết cho bọt mạng ông cơ chỉ chuẩn tìm mùi đại bàn bằng hàng thà và nạ cam có mình cửa ta chia và nạ mùi đại rong tục với tình yêu bằng nọc tỷ thà nạp hiệp sẽ tự kết đó xong tùm bá lùm bánh rồi bọt luôn bán bằng không mọi vụ kỳ to xú đồng bấy rùm đọc luôn tạm một số bài đồ đồ lùm rồi bọt mùi được thôn đi giống tiết phong nế, viên mình mên chỉ rừng để cô ấy nhập áo lâu đã thả nơi bây đại ông kê từ thừa từ sân nhạc cách nơi tì cổng Paris lúc bán chút chỉ mũi nâng mạng nụ cởi mốc lúc tương phí bán rung khi sở xây con dịp hơn mũi tới tám cầm đất ông kê con dịp hơn ní bán lịch chữ rụp riêng lang nơi khăn ông chân nằm ở bọn bằng bài đôi xa xa phạm miễn châm nón chân thả cổ xá bò rì sọt rứ The Holy Family viết chia dịp hơn bọc bông lớp đồng bộ rồi bọc mạng đại miên cầm rác chất bay rơi tùm bò nơi chân nằm ở bòn bàm bay rơi xa xa bàm phá mặc nâng ông kê bàn chui bằng cao xa cùng cô mình đi hãy bụi lộ bán xa xe rùm kia nơi xa nạ đáy cô mình dùn ít Manny Fisto chân nằm ở bòn bàm bay rơi xa xa bàm bay xâm rạp xa hạ cùng đi mặc bàn rút nơi tì cửa ông lóng rõ hốt đo lộ từ tôi mơ rõ nạp hiệp nơi tì cửa ông lóng chân nằm ở bòn bàm bay rơi xa xa mũi lộ bán khai chế nhẹ tầm nhẹ tầm đông nơi tì cửa ông lóng xóm rạp New York Daily Tribune lộ bán châm nay bê tràn nơi chì vật bọc lộp nơi khăn ông bán nà lái British Museum tăng bì mong bàm bốn bật rõ hốt đo bê bật nơi mong bàm bơ dục đảm bày thua ca sắc xa xa chiều nâng sơ xây ẩm bí tu sinh ảo chí bà vọt tạ xa nhô bái nâng sơ tạ cạch đói miên bạc châm nô tích tụi mạc năng cửu xa bàn rút nơi khăn ông phép tí tùa cỏ đào ạ chịp trên nhạc cà sát kế nhạc tâm nông tì cổng lông xâm rạp New York Daily Tribune nâng châm nuôi bị ông gèl lúc bàn rút nơi chì mùi cửu xa đại côn đồ bạc lô khăn ông mình tục đào tốt cổng đồng bộ đồ small group hơi chì nè chì cá cứ khuyên châm nay ở hà cục cửu miên xâm lị bằng biệt xâm rùm rứ rồi bọc trăm bạch chì mùi thám xanh xanh tì lào cổng mốc lúc bàn chút nâng cả sọc xa gây xa châm ngữ nâng cá xa lắp côn tiếng bay rồi bọc lục bàn tay bánh hai tiếng ni mình bán thua ở mạc pháp đô cùng nịch vì ca bầm rá đó xa mọc xa mạc châm bố hồ đám gật tệ rồi bọc lục lao ngay tì rồi bùn khai bị nế chỉ nắm một bọn bọn bay rồi bạc xa bay lục bán đợt tu mơ rõ nạp hiếp hỏi sao rồi bọc lục trời kê bánh chọc nữ hay ghét tí cọng lòng thịp hơi chỉ chẳng trời bán sẽ xe rung khỉa đòi mạc nâng ông kê đồ chia sĩ phơi đó là bay là bán The Holy Family German Ideology The Communist Manifesto chia đàm sản đại dân khăn chính kê là bọc Karl Marx cứ mô lực thuần Capital đòi lốt bán bằng chạy thà chạy ca đại khuyên bố chia sốc phiệp là bọc nhóm sốc phiệp một cơ khăn ông chỉ vật là bọc nhóm bà rôm tiếng cửu xa khuyên nó thường ai tì là bốn cửa nhà chẳng nằm ở bọn bằng bài rời đọc đồng bờ mùa lực thuấn trở bán bọc bông chiến lược đồng bông nơi bởi tế hạ mộng hãy bán bọc bài đồng bông kê chia phía xa rủ xì chân nằm ở bọn bàm bài đôi chất dập bì bằng tuộc mốc phía xa ông lên nơi chân nằm ở bọn bàm bài đôi bàn sắp đồng bờ chả là mắc bản thua ca chú mùi mùa lực thuấn chất mập hay chân nằm bản tái lúc nơi tay màn ách bằng chọc vía môn bế lục xa lạp sĩ phơ bì kỳ ba tiết trở bán rịp chóm chóng cổ đoàn láng đói ông gèl tam rời dạ cầm nọt ra rồi bọc mạng
đại ban bóc bùm nơi chân mập bòn bàm bài đôi bát sắp rèm nâng chân mập bòn bàm bài đôi cá sắp rèm ai dịp hư mù thôn các bàn tị bốn rồi bọc mạc trời ban tiếp trong bọc bùm đòi gel kaski đại miên châm nón chân thà theory of surplus value cá mạc nâng ông kê chia giá hạ nhẹ nịp bùn nâng chìa mất xâm lãnh sất sất bùm phọt lúc tương phi miên cầm nứt bạc đi vọt được nhỉ từ đây rồi bọc cá mạc có tự tu rùm chùm náy bị ông kèl đai tu bay gà mạc trên địa miên cầm đất chùm bóng cả đòi chắc sẵn anh trước đây đâu chìa chẳng được bọc mạc trời bán bằng to bọc sẵn anh đầy ông kèl bằng to bị lúc bán tự tu mở nạp hiệp dường mình ạ nhớ tu sẵn chia lúc từng phí tránh việc nhìn lâu ý hạt ní bán này dây bí tu sẵn chia được bọc cả mạc cứ này dây bí tu sẵn chia được bọc ông kèl chìa mùi nút đòi xoay bộ vọt tu sẵn rù bực thiệt nì dũng phạt đệ xâm dục phí đồng bóng rụp thiết nì dũng phạt đệ xâm dục miên nhẹ công tơ tịch tụi nát nơi khăn nông rụng vốn nhẹ sạc xa bàn tay bật tế chân công mân đi nâng ạ đất xa hạp hiệp sâu viết tít bàn dọc viết chiếc thư xa nạp chiếc phá ca nấy phạt nì dũng bái công mân đi viên miên tìm nhẹ tùm nông dàng chất sát tên nâng trực sát đây nì dũng bái nâng xếp tực cách phòm tiên từng vơ rồi bỏ phạm vô cư viết chiếc trực sát đây rúm xàm ráp ca đặc nông bật tế còi mốc việc bán khai chỉ tu sinh đạo chiêm mũi từ tu ca này dùng nơ rộp bạn đã sử dụng đời lịch thích chỉ biết chắc mũi nơi khnông tu sinh đạo chiêm tăng pi sự may bảo đảm cách mốc lại hai nơi khnông mà chấm sự máy kể prau vi sma nâng pịa tạ cả vị chiêm rứ logic viết chỉ biết đại anh ghé chơi mốc pi Plato hai tam pi sa bảo đảm cử Plato trong bộ Plato biệt dialectic miễn này thả chiệp này cho bát luôn lấy đầm ná tất cả vị trí tam phía xa cách bạn đệ sử dụng miễn này thả sau là bạn này ca cho chơi để đó khó trời đảm bay chiến ta đó sắc chạp hiệp đó là bịp cụ phía kỳ đi với nhạc bánh hà hỏi tốt cho tùm nói tiếng lai khả năng mật tệ này cụ phía kỳ một hàng tiết rồi mốc bạn đệ sử dụng tới cái chất tục thả chia với thị dụ đấng phí bị phục lục xâm rạp cả mắt và đây xâm dục cứ chia và chia sắc này cất cọng tụ tư nấy cho là tiếng bị phốp khẳng cài tiếng được nông ca trái rít rồi bỏ mạng rụt cái thiệt này giống Methodism chếp này mùi rồi bỏ tu sinh ạ vị trí đã lớp lang thà vay vay tiếng ốc chứ rụt cái thiệt rất chia sẻ thành hiệp mùi này rụt cái thiệt biện này miêu bị biện là tăng thà Metria đại miên này thà rụt cái thiệt rứ matter nè rụt thiệt này giống bàn lớp lang thà khuôn một nốt cứ một mến chỉ phần này này xe mát ở đây lao ý châm nư cầm nất châm nong vê tình này rộng nâng sản phẩm hiếp này khô có bạp xem xe tiết cứ chỉ thiệt này bảo bón rụt thiệt này giống tới cái chất tốc chìa tốt sinh ạ vụ chìa mùi bố viê tới khnê chào tới nâng tốt sinh ạ thà rồi vầy vầy đại ca láng cứ bình dụng bàn tàn chấp bắp bình chìa xa bố cử bà hà chìa tàm chấp bắp rút bình chìa tại mũi bình nọc rút bình thiệt này dùng bà đệ xâm dốt đại lệch thịt khó materialism các láng này trong tù sử vật chân em bọn bàm bày rồi đòi Karl Marx nâng Friedrich Engel hay kể là bàn bà biệt bà đệ xâm dốt bàm bày bằng hai vị cá bà đệ rút bì xâm nặng bì đầm nặng cả mũi nây bì phộp lột sống khống nứt tới đầm nạc ca mũi tít ca prai pru ca láng đòi xa ca công vắc hạt rứ bạc đệ bạc cập hiệp tới đầm nạc ca đồng bồn hay kéo ban bằng hang pi đầm nà bạc đệ sử dụng chiều mũi nâng ca áp hi vọt bị cha đầm nạc nhiên đỡ rứ xa mạc ở đây bàn tay mạc nâng ơn kè ban mạng chô rùm khía nâng sử nhàn bạc đệ sử dụng chiều mũi nâng tu sử ngạ thà rô cụ thiết chỉ nâng chì ca chìa đam hát nấy áp hiệu vật vật xa mặc nâng ơn kế chư thà cá ta sẽ tự kịch trên địa cầm nọt vòng rai vòng rô sừng cùng nâng ra chân á sầm phôn sừng cùng rồi cụ thiệt này dùng bà đệ sừng dốt bàn bắt đo nơi mù lực thán tu sinh nạ vật chia đo cùng mình đi này dùng đá chia cho ná sẽ tự kịch nâng này dỗ bài tu chi giang nà vẹ rồi cụ thiệt này dùng bà đệ sừng dốt ni cứ một mên mặc nâng ơn kế trên địa pra đòi phát tốt គ្រូរបស់លេនីនឈ្មោះថាផ្លេខាណូ
bạn thôi biết đi miễn bạch chia bạch chia lang mắc bạn sẽ xây thả nhẹ tu sân ảo chia môn nu còn tại bạn bình dưỡng phí vị phục lộ đòi vị thị trí trang xanh xanh kinh tác bản đọc bạn tại bạch hà sẵn khán cứ bạch hà cái bạch vị phục lộ lực thị rục thiết này giống đại cát lang môn mạc chia lực thị rục thiết này giống ác thế rục chia ông kê bạn sẽ xây thả trong phố tu sân ảo chia bạch đại sử dụng cứ không nên ở vậy thật nơi chia tháp bỏ đặt khát chia bị sật một lời tôi sẽ nói chia bạn đây sử dụng bằng hai nơi phía chắc hồ sở máy này group ăn vật thọ nâng không group ăn vật thọ hỏi không nên ở vậy thật nơi chung phục mục tôi sẽ nói chia bạn đây sử dụng cái tài bị đầm náo bị bọt ở chụp cho này cả cái prai pru nâng cao vì nè cái tài bị cả chiến làng không nên tìm mình chọc bị tiếp tục phục nụ thể hai tu sân vị chia khuôn ai ní có con ta chỉ cá chlốc mình chăng pi đầm na bị vọt nút là con khô của ba mà nút đại miến cá tới rít phần nọc trời gì hiếng tu sân vị chia là thị ruột thiết này giống bạn đệ sầm dục ruột của thiết này giống bạn đệ sầm dục cứ bên chia âm pi cho là con thô mà chia vì bên chia nơi chấm nón chuốc nâng đầm nó chuốc chụp khỉ prom tiền thiết nấy tâm nó đã cho lơ vậy đã dâng hai thả bạn đệ bách gặp hiệp cầm nứt ở bọc mạ cứ cho lơ tầm nhẹ tầm nón rít côn nâng cái pra hình gá nị dụng mắc ban côn trơ chung phố ca dọa đăng à rục bấy ông pi bạc đệ xâm dốc kháng bạc vật sắc rà bọc hê gà bàn tay lộ bán bạc điệp sạch nâng ban rít côn chung phố mô nô nị dụng nâng vật chìa nâng vật chìm viên nị dụng bàn trăm trơ rà bọc hê gà mắc ban pra vị thi rít côn cái pra rà bọc phị bạc khăn ông ca cái pra bạc đệ xâm dốc rà bọc hê gà vì bạn đã sử dụng mũi ổng bí cầm nít từ bạn đã sử dụng ổng bí ca bị vót một nụ vợ bác bán chắc tốt bảo vót xa vì phục lúc chỉ ca bằng hàng lá người bỏ rụt của thịt mình mến cầm nít tề mắc bán con trò vì bạn dàng khăn bản tái lúc có sát nơi cao bắt đẹp bớ rụt của thịt này giống bởi chia xa đại cầm phong miên ở đẹp bớ nơi quên được đài tôi sẽ nạp chia rồi bỏ vợ bác bán thua ai mạng phía nhạc luôn chân bí tôi sẽ nạp chia mà nô này dụng rồi bỏ hay ghẹt bạn ta mắc bán sẽ xoay đi con phí bạch thả rồi hốt một đỏ bấy ni còn hốt chia chùm bóng này rồi rồi của thiên đi dũng đại rô miên tiếng phí bạch phòng nút cứ thả vật thọ ta tập hiệp phép định đế kháng ở rộng dính reality sinh xuất sinh nế cứ trời mang bằng cát láng tại khăn ông tùm ruộng vật thọ bị xài rước tùm ruộng cầm đất bà nọ bạn ta mình mến chia sẽ cầm một hiệp mà nụ ca bản đạo bát đạo bát mà nô khác ở trong lao bố cử mình mến chia bạch thiền vị sai lao đôi chân ấy tôi tin năng rụt của thiết này dùng mà nô này dùng bản thua ai phân này sẽ cầm một phiếp miên liệt nạ chia ở rụt bầy là tam bất tơ kế mình đang cho bạc thà kế mình đang sẽ cầm một phiếp này ở trong chia bác nịt tề phiếp bác chẳng ai cầm một thọ tiền lai này ở trong đã chênh sở lạc vì cam vật thọ tiền lãi nơi cầm đất. Phần tái, lúc một ban thu ở scam phía mà nụ, nơi tơ chia scam một phía vật thọ, vị sai lao lúc chắc một ban nơi xa rạ sẵn khăn nơi scam một phía và đề vọt, đã scam phía bởi con, bọn tế bạc lao xong nụ thà, ta sẽ chạp phía nơi vật thọ xong máy, phía ách tới chặt tục thà, chia cá kết đồng bọc mà nụ, rước dàng nà nụ. Cứ mình mến chia sử dụng bài tự sử dụng tế, phần tái, vì chia sử dụng bài án vọt. Mà nốt trái tay bằng hàng sẽ chạm hiệp vì cá kết thúc bọc luôn, đòi cá án vọt. Trong lúc ông bị ta tập hiệp được át tập hiệp, này cá kết đã đá chanh vì cá án vọt này, cứ chia sử dụng sạc xa đó xí chùm đơn mùi. Lập thị rồi có thiết, nếu giống do chất tục đã, lơ bàm ra một rốt thân hiệp, nâng cao áp rộng, ế để giả bọt, đòi phát thà, thân hiệp. Cứ trở phát đầu đói mình nụ, hỏi đại sầm khánh, cứ trở áp rung, nhẹ, đại áp rung kì. Từ thị ní, tới tài trái sầm cùng, tới chiều bì phần này, đòi mùi phần này, miễn cầm đất khắp bốc chung bốc sầm cùng. Các cạt láng bơm khí nhanh nơi bầm rai một rô sản áp hiếp, nâng sẽ cầm một hiếp mình nụ, rước ca phát đầu khu lúc này. À dựa đằng bán, tại khăn nông liệt nạ, chìa ca nụ vọt, bát đi vọt bà nụ. Vợ bách. Chà bắt đăng vì sản phẩm này cao bằng bạch bằng bạch luôn ái kháng sạc sản Religious, Shell, Alienation. Vì sản phẩm
ធ្វើឲ្យពិភពលោកទៅជាពិភពសាសនានិងពិភពអាណាចក្រស្នាដៃរបស់លោកបានទាមទារឲ្យដោះស្រាយពិភពសាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋានអាណាចក្ររបស់វាប៉ុន្តែមូលដ្ឋានអាណាចក្រនេះបានផ្ដាច់ខ្លួនវាចេញពីខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យខ្លួនវាទៅជាផ្នែកឯករាជ្យមួយនៅក្នុងពពកដែលអាចពន្យល់បានតាមរយៈការពលពុះបំបែកនិងការចំទាស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាណាចក្រនេះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ កិច្ចការចាំបាច់ចុងក្រោយរបស់វាគឺអាចយល់បានទាំងនៅក្នុងការចំទាស់របស់វានឹងការអនុវត្តបដិវត្តន៍បន្ទាប់ពីរកឃើញថាគ្រូសាលោកីជាអាកំបាំងនៃគ្រូសាបរិសុទ្ធហើយកិច្ចការចាំបាច់ពីមុនត្រូវបំបែកនិងបំផ្លាញចោលទាំងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តហ្វីបាច់ពេញចិត្តនឹងការគិតពិចារណាស៊ីជម្រៅមិនមែនជាការគិតអរូបីឡើយប៉ុន្តែលោក มันบานยอสิกได้ดีๆท่าเจ้าก้าปรนบัตโผล่คือเจ้าสกรรมเพียบในอารมณ์มนุษย์ลอยฟีบัตสำหรับบ้านในกาแก้แปรสารจิตศาสนาเตอร์เจสารจิตมนุษย์ปัญตาสารจิตมนุษย์คือมันเมียนอารมณ์ไปจบในขนมบกก็มันเนี่ยเนี่ยลอยในขนมตาตะเพียบสารจิตมนุษย์เจี๊ยเพียบสรบในตำเนี่ยตำนองสังคมได้มันบาน កិត្តិគុណស៊ីជម្រៅលើសារជាតិពិតនេះជាលទ្ធផលវិបត្តិត្រូវបង្ខំឲ្យឃ្លាតចេញពីដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យពង្រឹងគំនិតសាសនាដល់ខ្លួនឯងនិងឲ្យសន្និមត់ថាមុននៅអរូបិយភាពភាពឯកោនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះសារជាតិអាចត្រូវយល់ដឹងត្រឹមត្រូវតែជាចម្ពោះជាផ្នែកខាងក្នុងជាភាពទូទៅមិនសមរម្យដំ generality ដែលតាមធម្មជាតិវាជាបណ្ដុំនៃបុគ្គលជាច្រើនហ្វីបាច់មិនបានមើលឃើញថាគំនិតសាសនាជាផលិតផលសង្គមទេហើយបុគ្គលអរូបិយនោះត្រូវលោកធ្វើវិភាគក្នុងលក្ខណៈជាទម្រង់ពិសេសមួយនៃសង្គមរាល់ជីវិតសង្គមជាការប្រណិប័តដ៏មានសារៈសំខាន់រាល់អាកំបាំងដែលនាំទ្រឹស្ដីទៅរកជំនឿខាងអធិធម្មជាតិ បានមើលឃើញចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវរបស់វានៅក្នុងការប្រណិប័តរបស់មនុស្សនិងក្នុងការយល់ដឹងពីប្រណិប័តនេះចំណុចខ្ពស់បំផុតដែលរូបធាតុនិយមប្រកបដោយការរិះគិតសម្រាប់បានគឺការរិះគិតអំពីបុគ្គលម្នាក់ៗនិងសង្គមស៊ីវិលពោលគឺរូបធាតុនិយមមិនបានយល់ដឹងថាសេចក្តីរីករាយជាសកម្មភាពប្រណិប័តឡើយទស្សនៈអំពីរូបធាតុនិយម ចាស់គឺសង្គមស៊ីវិលទស្សនៈថ្មីគឺសង្គមមនុស្សឬមនុស្សសង្គមទស្សនៈវិទូទាំងឡាយបានត្រឹមតែបកស្រាយពីពិភពលោកទៅតាមវិធីផ្សេងៗដែលចំណុចនេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររូបធាតុនិយមបដិសំយោគរបស់ម៉ាក់បានមើលឃើញតត្តភាពសង្គមជាប្រព័ន្ធជាក់លាក់ខាងប្រវត្តិសាស្ត្រជាការវិវត្តឡើងនៅឈរលើទំនាស់ជាធាតុបដិបៈរបស់វាគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងវាជាទំនាក់ទំនង នឹងខ្លួនឯងជាការវិវត្តដោយខ្លួនឯងនិងជាការបដិសេធខ្លួនឯងទស្សនៈភាពរូបធាតុនិយមបដិសំយោគនេះគឺមនុស្សជាប្រធានវិស័យជាការបង្កើតដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រមកបានមើលឃើញថាមូលធននិយមបានបណ្ដុះនៅគ្រប់ពូជសម្រាប់បំផ្លាញខ្លួនឯងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធមូលធននិយមគឺមានបដិបៈភាពក្នុងផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ในการอภิวัตเชี่ยบรรทบรรทบรบคลุนมักบานเลิกล้างในประเดะปะบุญคือที่มุยการประกวดประเจิญได้จะเทียบสำคัญในขนมมูลทนในยมนุษย์ทั่วอ้อยเมียนเนชเนียนั่งเนจจันการประกวดประเจิญนี้บังการอ้อยเมียนมูลทนในยมประดับหมกได้เชี่ยเยี่ยมนำไปบานครบครองตีพิษาเชี่ยวิเศษคางดำไลในก้นอภิบพร้อมวักขาดแผนการมชุมมาช่ำมากา បណ្ដាលឲ្យផលិតផលខ្លះមានច្រើនលើសលប់ហើយផលិតផលខ្លះទៀតខ្វះខាតដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងដូចជាអតិផរណានិងភាពអន់ថយជាដើមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងនាំទៅរកបរាជ័យដែលជាផលនៃការអនុម័តច្បាប់ប្រអប់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេហើយបណ្ដាលឲ្យកម្មករកាន់តែមានកំហឹងខ្លាំងឡើងការស្វែងរកផលចំណេញ ធ្វើឲ្យសាជីវកម្មឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប
thưa ai cam mà có căn tay bị bạc lăng lăng nồng ca đo ca nghề thưa xoay đo cầm lại hai đầm lái chân nô trời bình cho đo cầm đặt tiệm bằng phật ca đi chầm ra đập bọc mùi thôn nhóm thưa ai miền phía khó khăn gì dạng lăng kháng trọng sản bản nâng ẩm nạt bánh hà sân cốm ca lăng vì cả đám ca đi chầm ra ní đai mà nốt phía tràn lẹ tới khăn ông vần nạ thôn hai nhẹ miến cử miến tại môi chầm nốn tối bằng nọ tôi bay về chia dùm lông mà nô nì dùm nâng chia phạm đệ sầm dốt mình phải cắt cái đây. Bàn tay bạn đã sử dụng là bỏ Hegel cứ chia từ một đồng một than nấy ro bạn đã sử dụng cái móc tiếng ọc. Tôi sẽ nạp chia là bỏ Hegel bạn chia từ bộ dạng khăn từ lỡ tôi sẽ nạp chia là bỏ mạng. Mạc bạn dọc tôi sẽ nạp chia bởi vật sắc là bỏ Hegel chia phần này nên tôi sẽ nạp chia là bỏ lộ. Bàn tay mạng bạn phải vị thí cái phải là bỏ phí bạch nóng cá cái lầm o từ tám cầm đất là bỏ lộ. Chia là tập hỏi nấy cá cái phải đi. Mạng bàn bằng cát láng, nơi trước đây đủ cái thiên này giống, bảo vật ra xa. Chất vị trí. Cầm nất rước nhiên chia ca chùm lòng tàm, chia sở màu, chia rút thoát rồi bỏ rút cái thiệt. Nhiên mình ách, ách tiếp hiệp, đòi khám nhận riêng cái bàn lào, hơi về chia phần tập hợp. Robot khu của bà. Rút của thiết cứ chia tên lần đây đồng bồn. Ai về nhiên rút cầm đất. Chia tên lần đây tỷ pì. Được chứ nói nhiên mình mến chia robot đai cầm nọt láng là rút của thiết tì. Bàn tay cứ cầm nọt đai rút của thiết robot nhiên. Chất về nhiên chỉ nẹ cầm nọt. Đại miên lạc nạ rút của thiết này dùng. Nạ rút của thiết này dùng bạc đệ sầm dốt vô thà. Sở rây phép chia là tập hiệp đã tiên bởi gió bị cho bắp thùm triệt bàn. Mà nó có phân bách lưu cho bắp tiếng này đài. Tại khi dựa đăng phí đầm là hẹt, hãy sẽ lấy phép rồi bỏ kết chi, ca dựa đăng phí phép chạm bạch. Kế là ác thà, rồi có thiết mà bạn cảm nọt đòi nhiên. Tôi nụ tì, bắn tay việc thuê ca cảm nọt tam thiết rồi bỏ sân khung. Mà nó miễn ca bỏ mô bỏ đông chia sân khung giang vì xe. Đói nửa khăn ông, rút nửa khăn ông sân khung. Miền tay này không dùng công tế để ai ở kê phần lật và thọ chạm bạch xanh xanh xâm rạp chỉ vượt được bỏ phụ kê. Mình nằm bố một số bài, nâng bài phái và lật tựa cám gầm nọt cùng nệ tầm nông on tạp bậc khôl. Mình tốt mốc cùng nệ tầm nông đi, gầm nọt nhiên mà nụ huynh. Nhi chi lạc nạ xâm khát và bỏ rô cơ thiết này giống, bỏ vô tạ sạc. À bây giờ vây đai mà nụ cực, bà thân á chọn bàn, dập hóa nây đầm rơi ca xâm cùng, đai đầm rơi ca đi. Cát mốc bị bài phạm và lật cảm nâng tầm nhẹ tầm nông xung cung. Đã bằng cát lăng đòi lật cảm nụt. Bài phạm nâng tầm nhẹ tầm nông thường ni. Phải bà rùa hốt, đòi hát được chân hai hơi. Tớp xung cung trở phân phạm lưu cho bắp. Này ca bị vọt bắt đệ xung dụ. Đại lịch lăng được khăn ông ca to su vật nạ. Tớ rốc mốc nhiên đòi bó một nụt. Cứ trời cầm nọt đòi xung cung. Nâng phải bà rùa tam ca rê châm rõn đòi bó xung cung. Khăn nát ở rưu bật thiết chỉ nhẹ cầm nọt nhìn, núp bật thị. Trái bằng cát láng khăn ông lạc nạ bà cát nhìn dùng. Bà thiên vị xài, sắp chích. Nâng bằng cát vật thọ vị xài. Ốc chích cứ chia vật thọ. Mên át tịp hiếp ai kỳ rết bì bà thiên vị xài. Bật thị chỉ là tập hòa bì. Ca chùm lõng tam, ca chó lọc bằng trăng sở máu rước chìa rưu bật thọt. Nấy rưu bật thiết. Hai đại bằng hai lăng được khăn ông cầm nật. Mần mên kê mần át dô là ban vì bị phục lộn nụ tê. Tôi tự vấn kê át dô là vì ban thỉnh sông. Chỉ tự tớ vì bật bật gọt nát nè ca dô đăng. Cứ miên tại khăn ông vừa chia xa. Đại rụp nâng ca bọn đọc bạch. Khang và chạy kê tê phần nọc. Cha đi chấm ra khang và chạy kê tê. Bằng hai vì ca chốc sao ý. Nấy ca sang say vì át tập hiếp rồi bỏ át tị tệp. Ác nô thích xâm. Tụ bây bật thị ăn trì miễn sở rạ xâm khăn cả đây. Tại cầm nất bật cóp đôi vì cha rạ nạn nhiên miễn lạc nạ chạm bạch. Đầm bây rịp chăm tất hình này đại miễn bị sát tiếng này. Với chú miễn này dùng cơ hấp bật đấy út bánh chào nâng một nô này dùng. Bước dương bật chìa dốt ban phí xa là chiết. Này rốt ông và thọ tam là dẹp bát tập hụt. Và hốt một đo bê ní trước đây bật thị mạc xích. Bạn cầm nọt thà. Lực thị và con này dùng bằng chào đặc khát này bài bí sát tụ tử. Lẹc nạp bí sát là bác rụt của thiết này dùng mạng xích.
Vì bằng cho thu sản vi sách và còn nhóm chìa môi nâng cá phân là bạn. Trên vi thu sản thá. Và thậu nhiên đồ bỏ dường, trời gầm nót đôi đồ mời cá kháng sẽ tất cả cho đồ bỏ dường luôn. Kê lực lang thà. Và nọ sân cúng, nì môi miên vị chia xa nâng tu sản vi chia phụ tố đồ bỏ vi. Chủ tư tớ, mình ách miên vị chia xa. Nóng cọng lao ý. Sẽ chạp hiếp chia vầy vầy để nôm thờ đọc chơi chùm nè. Hãy cá phân lập mắt chia lạc nạ vì nị cháy nấy sẽ chạp hiếp. Rút bật thiết nị dôm bà vọt xa. Từ xa đây bà vọt xa rồi bà Karl Marx. Cứ từ tư mọc bì tư xa nạ vì chia bà vọt rồi bà Hegel. Bà vọt xa miễn nầy thà. Chia đầm nà nị cá vị vọt. Bà vọt xa chia ra chân nà xa mpôn vì chá rà nạ nhìn mùi. Đại bằng hai láng tàn chấp áp bà đại xâm dục. Chùm bố Hegel. Lạc nạ vì xa nầy đầm nà bà vọt xa bà đại xâm dục. Cứ cọng một nốt đó xâm bàm, đại phát nọt. Phát nách nè mùi nè mùi. Đầm náng nè đầm nạ ca mùi khả nông ca bằng cát. Cả giọt đăng phí sẽ đầy phiếp. Lúc bình giá bán bình dối phí đã chẳng nạ xâm phón xâm cùng. Nâng xâm đầy đầm ná bạc đầy xâm dục. Đại bầm rai bầm rô bà vọt xa. Tam là dạ phiếp chí lý vây rồi bọc vì chá rà nạ nhiên. Đại chí phát nhận nghe đại khát. Bà pra toàn hà một nốt. Rốt bà chí chết nâng bà vọt xa hủy phục lục. Đảm bấy phát phá đô cùng nật. Đảm bấy nôm xa mà ở đây bất ảo dựa đăng cho bác. Pi sẽ đầy phiếp được bác phục kê. Bạn ta dâm phục cả mạc. Lạc nạ phí xe nây bà vọt xa. Bạn đầy xâm dốt. Cứ bác phán bà đặt tờ cám xe tờ cách. Cùng nật màn ách bình dô là vầy vầy bàn tiếng ọc tê. Cùng nật cơ ta chỉ là tập hòl. Nầy mô than xe tờ cách xứng công bà nọ. Cùng nật cơ ta ra chân xâm phôn lờ. Nâng đu rồi lùm. Ta mô than xe tờ cách xứng công. Phê chụp nâng vị bát bà nọ. Cả là mắc, bán bằng hành thà, miên tay cầm lăng sẽ tất cách bà nọ. Đại miên nằm nay cực cơn, thua ai vừa vọt xa, bái bà lục bàn. Lục bàn bình dô thà. Bàm rai bàm rô vọt xa, cát lăng đại xa tùm nọ. Rứ, bạc đề bạc, đại cát lăng được khăn ông mùa thán sẽ tất cách xứng cùng. Hơi tùm nẹ, tùm nọ nụ, a chia, nẹ bàm phán vì. Tùm nọ ní, thua ai miên cám vừa vọt cầm lăng bà lật cầm. Chầm nén bà chay bà chia. Các bạn đã được thua ai tùm nệ tùm nông bà tạc cám rước tùm nệ tùm nông trọc xâm bạch miễn át tiệp hiệp. Tà mạ tốt xa nạ rụt bà thiệt. Nhi dung bà vọt ở xa. Chia trực xây bà vọt ở xa. Xa con lộ đại miễn xa mập phiệp mà nốt an vọt. Chế nét đa tu nị ti xâm khăn tái mần mến cầm nật tê. Bà vọt ở xa chia đầm ná bà rai bà rùl. Phát đô bì xa máy mối tớ xa máy mùi tiết tam đồ bếp trẻ lẹ. Nâng chấp bác. Nâng chấp bác cho lần áp vào vọt xa. Màn ách tốp xa cạch bàn. Mạ bàn bằng hán thà. Mà nụ chân đẹp bằng cách vào vọt xa. Tô rồi bọc lùn. Phần tay mà nụ hồn mên bằng cách viết. Cơ đoàn ta chỉ ca xa bái nụ tê. Mà nụ hồn ách bằng cách viết. Rồi tam gần lại tới xa tê. Kê gầm nọt bàn tê. Phần tay. Cứ từ tam gần lại tới xa. Đại kê chút rồi tê. Đại kê bàn được tù. Nước bán mọc bì ở đất cá đại phụ tùl. Mà nốt miên sợi đầy phiếp khăn ông ca bằng cách vào vọt xa rồi bỏ khuôn. Phần ta làm bấy ở miên vào vọt xa. Mà nốt trái tài dọa đăng bị khlâm xa kháng khăn ông nấy vào vọt xa nốt. Bố cử chạp đại cực cồn cách ca mà nốt bì ở đất cá. Nâng chạp đại cầm bông vào phần tới nề bếp bạch chạp bằng. Vào vọt xa bếp đô chia ca lụt lô nơi đám chơ mùi đám đai. Cứ việc và bất tử tam cho bác kháng khăn ông rồi bác việp tuồn. Lúc tha. Các ta bác chạy với chiếc nâng xe tật cách. Đã chia vị thi khăn ông ca phát lật tùm nình. Nâng bác chạy trọp xâm bát. Cứ chia cầm lắng cho là có nó khăn ông rồi bác xa. Mặc dù thì tha. Thế bác xa ban bằng hai như rồi bị bác bố. Chỉ thiết kháng bác đời mát chạy lẹ. Chia lẹ cái nạ xe tật cách. Hái tì bằng phót. Có bán chấm đôi nhỏ miên bằng rái bằng rô kháng cùng nộp hiệp. Chia lẽ cái nạ xung cung. Tiếng hay ghe tiếng mặt dù là thạc. Bạn đây xung dục chia đầm ná bằng vọt xa. Đã cát lăng đảm bấy cầm lăng tùm nọ. Hai đầm nát xa anh này tùm nọ nụ. Nâng nôm tờ rôk đầm nạ ca bằng vọt xa thamay mùi tiết. Miên này thà cực xa mái ca này bằng vọt xa. Cứ con ta chia cần lái chọc xa mạ. Bằng đó hả xoăn. Một bê bà vọt xa từ đó còn lãnh trịa lẹo bọc viết bằng nọc. Tụ bây giờ bạc ní cái đấy, xâm rạp Hegel. Cảm phí vọt bạc đại xâm dốt. Cứ chỉ phát ngôi đó bọc cầm nịch.
đại lục chư thà tầm nứt chia nẹt đặc nón bờ vật xa phần tài mạ ban bóng vai tu sĩ chia đồ bọc quát đại mình chạy pì bạn đệ sầm yốc nấy ruột của thiên nâng cầm láng xe tật cách chầm nốt một mình lục ban mình chạy thà sao mai ca ni mùi ni mũi nấy bờ vật xa cứ bờ vật tới tam là cả bay tha năm hiệp đồng bóng nấy cách ca tiếng lái một tệ ban vị vót từ rock chầm nói đại bạn để bạn đừng khôn ai thua bạn đây mà tệ đậm nặng ca tiếng penis thật này khả năng phiền tàn tầng và hốt đó thà là phiền này kịch ca mũi xây tiết ban bạn để sát việt charles hạt ni sầm rập mạ tầm đó nặng ca và yết to xú chiệp này mũi đại mà a chỉ ban lấy bờ vật xa mạ ban này dạy thà bờ vật xa mình ban thua vậy tiếng oh vì mình miễn trọng sống bạc mà hạ xa lâu vì mình có cả bởi dựt khả nha lâu bọn ta cứ mà nụ miễn chỉ vật rủ nơi vật vật khọt trên nhạc bằng cát lăng nơi ở với vây tình ọc nụ đây bằng cát ở miễn cá mật sất nâng cá viết bởi dựt khả nha bởi vật xác mà đã chênh bì mà nụ lâu đây vì trời pra mà nụ chia một số bài xâm rạp cô bùm non bị xác ra bọc vía bởi vật xác cứ khuyên ở với cá bì xác mà phép bọc nụ đấy thưa đầm bay bằng bánh cô bằng nón rồi bắt luôn một lời đôi chân này vô tật xa khúc cơ đoàn đời cho bác kháng nón rồi bắt việc tùa nâng đó sẽ cảm thấy bằng nụ tam đầm ná vô tật xa rồi hốt đó bê ni mạ bàn chai rồi bọc sân công chìa pram cư sân công cô mần ní bọc bạc ca sân công tê sập hiệp sân công sắc đẹp hồn sân công mô lực thôn này dùng nâng chọn cơ đoàn cư sân công cô mần ní cầm lật khô đã chỉ cá chia co là bao lục tạm hay kế đầm na bạn đây sầm dục nâng tay bên chấp là pe đai cầm đứt bàn dọn đăng pi sợi phim ọt chọc hai pe nút chỉ cá bên chấp nở ro tùm no nâng cá to su về trang khnhi từng ọt lại cho lơ bạn đây sầm dục bài pru cực thiệt nút mặc bàn dọn khởi thà bờ vật xác nâng tay bên chấp lại cá lang nơi sừng công nỉ dùng nâng trong cõi cứ công mình đi tạm cả bộ sài để bảo mát mùa than cho nó bắt đầu sử dụng tầm khăn cứ bãi từ lớp sẽ tất cả đã cát bia đã được phía vì ăn thì phía này cả một sức ai chuẩn cho nó đi mình ba là sài từ lớp sẽ đây dừng khẩm rồi ca cơ đông tốc là bảo mình hủ lao tôi sẽ nạ tiền được thiệt để dùng bảo vật xác chia từ sự đây bảo vật xác là bảo lụ đã sẽ cảm phía một nụ ăn ở vọt đảm bấy tư nữ tí dùng khăn tay mình mến gầm là tê mình men mình sk mình nuốt cũng nát ăn thịt phiếp được bọc bọc kê tươi một bánh cứ ăn thịt phiếp sừng cốm được bọc kê tê đai cầm nát mình sk mình nuốt lúc ban chấm nuốt sợi phiếp được bọc cầm nát đai sợi phiếp được bọc mình nuốt bật chỉ vật bật được cam được bọc mình nuốt chia cả bật trong cào cứ mình men cầm nát nâng mình sk mình nuốt lòi cả phải vật cầm láng bật được cam nâng sợi phiếp nấy sự mặt tập hiệp đại cát lang pi hạ phi vật đi cư chỉ từ đáy rõ bóc vào vật xa mạng bản ác an thà tôi sẽ nạp với chìa mình ai khai chìa miên lạc nạ bật bảo cát đáy mình miên là vật rụ cơ thiết nấy và nạ à thôn bà lao ý lô bằng hán thà công bình đi cư chìa bảo sản phẩm vật xa đại kê đọc khởi ប្រស្នាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាបញ្ហាទ្រឹស្ដីពោលគឺជាប្រស្នាទស្សនវិជ្ជាលោកបានប្រែក្លាយឲ្យទំនាស់ទស្សនវិជ្ជាហេកែលនិយមមកជាទំនាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមនុស្សវិញសេដ្ឋកិច្ចគឺជាប្រភពនៃដំណើររូបធាតុនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងគ្រប់សម័យកាលទំនាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងរបបមូលធនរវាងមូល ធនិចនិងវណ្ណៈអធនដែលនាំឈានទៅរកបដិវត្តគឺជាដំណើរដែលជិះមិនរួចតាមៈរបបមូលធននិយមនឹងត្រូវដួលរលំដោយបដិវត្តសង្គមរបស់វណ្ណៈអធនហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយការកាត់ឡើងនៅសង្គមនិយមនិងចុងក្រោយគឺសង្គមកុម្មុយនីសមូលធននិយមទោះបីម៉ាក់បង្ហាញថាទស្សនៈទានរូបធាននិយមប្រវត្តិសាស្ត្រ កំណត់ចម្បងរបស់គាត់ក្តីប៉ុន្តែស្នាដៃសំខាន់របស់គាត់គឺមូលធន
Capital nơi khnông xịp hơi ní lộp án bọ sai bi đầm ná bà bật tớ nơi khnông xuân cốm mùa thuốc này dùng vì xe phát đoàn tự lờ bà nhà hát xe tạc cách nâng ca kênh bà bánh bi mùa thuốc này một lỡ ca mà cỏ lộp bán bằng hán thả tâm nệ tâm nông vần nạ tiếng ơ ai cử rí ích bì chăn tiệm đó bằng mần nô tai trời cầm nọt đói bà bón xe tạc cách mần nô cực thả kê ai chơi rớt vần nạ tự tam bằng nông rồi bọc kê phần tay cầm đất này còn ta chỉ cả bọc bạc luôn ai bằng nó vần nạ trời cầm nọt đói một số máy bằng tạc cầm vần nạ đai mần nô mần nạ tự tố cư tiệm tông từ nâng một số máy bằng tạc cầm mở thuấn rứt capital chỉ trộp sẽ tự cạch đại miên làm lấy xâm rạp đọc đô lụ đô đôi chỉ lưới trộp xâm bát nâng tầm nền mùa lực thuần này giống capitalism chia bảo thiên bảo bọn sẽ tự cạch nâng này dỗ bài đại một số bài lập tự cám nâng xâm bát sẽ tự cạch trái cực cỡng chỉ action cả là mạng bán lợi dọc bộ lạc cám chia chùm nó chạp đàm bộ lạc cám chia rụt chết nây ăn tịp bà អតិភិបរបស់មនុស្សពលកម្មជាសកម្មភាពជីវិតរបស់កម្មករផ្ទាល់ជាការបង្ហាញពីជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញថានៅក្រោមរបបមូលធននិយមវាបានคล้ายទៅជាទំនិញដែលកម្មករត្រូវទៅលក់ដើម្បីបានរស់ហេតុនេះសកម្មភាពជីវិតរបស់កម្មករបានคล้ายទៅជាមធ្យោបាយដើម្បីបានរស់ជីវិតគឺមិនមែន ជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់គេទីទេប៉ុន្តែជាពលកម្មនៃជីវិតរបស់គេដូច្នេះកម្មករមានជីវិតពិតរបស់ខ្លួនតែនៅពេលឈប់សម្រាកប៉ុណ្ណោះម៉ាក់បានចោទសួរទៀតថាតើថ្លៃឈ្នួលត្រូវកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចលោកបានឆ្លើយថាតម្លៃពលកម្មត្រូវកំណត់ដោយតម្លៃទំនិញផ្សេងៗទៀតដែរវាអាចឡើងឬចុះលើការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការ ប៉ុន្តែជាទូទៅថ្លៃឈ្នួលត្រូវបញ្ចុះទៅតាមតម្លៃផលិតកម្មនៃពលកម្មជាតម្លៃចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យកម្មករអាចរស់បានហើយអាចធ្វើការងារនិងផលិតបានមូលធននេះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលគេទិញពីកម្មករនោះដើម្បីផលិតទំនិញឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក៏ជាការបង្កើតអំណាចរបស់គេទៅលើកម្មករដែរ មូលធនបង្កើតអនុភាពខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតការបែងចែកពលកម្មវាកើតឡើងដោយការប្រកួតប្រជែងរវាងមូលធនិកដែលបង្ខំឲ្យពួកគេប្រើពលកម្មដែលកាន់តែបានផលហើយទ្រង់ទ្រាយដែលគេផលិតបានកាន់តែធំឡើងការបែងចែកពលកម្មកាន់តែធំឡើងកម្លាំងពលកម្មនៃផលិតកម្មកាន់តែមានការរីកចម្រើន ការកើនឡើងនៃការបែងចែកពលកម្មមានឥទ្ធិពលជាច្រើនទី1វាអាចធ្វើឲ្យកម្មករម្នាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់មានការងារធ្វើហើយនេះធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងកម្មករដើម្បីរកការងារធ្វើកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យថ្លៃឈ្នួលចុះថោកទី2វាធ្វើឲ្យពលកម្មមានលក្ខណៈសាមញ្ញលុបបំបាត់ចំនួនពិសេសរបស់កម្មករហើយធ្វើឲ្យគេទៅជាសាមញ្ញ ជាកម្លាំងផលិតកម្មតែមួយមុខទី3វាធ្វើឲ្យមូលធននេះមានទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយតូចរត់ចេញពីចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីការចូលរួមជាមួយវណ្ណៈកម្មករឡើយចុងបញ្ចប់របស់ម៉ាក់និយាយថានៅពេលដែលទ្រង់ទ្រាយផលិតកម្មកើនឡើងហើយទីផ្សារថ្មីតម្រូវឲ្យបោះចោលផលិតផលនោះនោះវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ជាដំបូងវាបាត់នៃការផលិតច្រើនហួសអាចដោះស្រាយដោយការបើកទីផ្សារថ្មីមួយឬការទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីទីផ្សារចាស់ប៉ុន្តែវិធីនេះមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយនៅពេលដែលផលិតកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមម៉ាស់បានមើលឃើញពីតម្លៃលើសដែលមូលធន ទាញចេញពីកម្មករតម្លៃលើស supply value ជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងតម្លៃរបស់វត្ថុមួយជាមួយនឹងថ្លៃរបស់វាជាតម្លៃមូលធននិចអាចទាញពីកម្លាំងពលកម្មដែលគេទិញលើសពីតម្លៃនោះដូរពលកម្មដែលគេត្រូវចំណាយ
វាជាភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំងពលកម្ម